có những suy nghĩ đâu thể nói ra được bằng lời. Có những nỗi đau đâu chỉ khóc một lần rồi thôi. Anh cũng biết em rời đi vì con tim hay lý trí. Vậy anh mong ước đây làm gì, ước đây làm chi? Màn múa rồng của bé gái học sinh khiến người xem vỗ tay không ngớt, tấm tắc khen ngợi. If you see us in the club, we'll be acting real.
perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Chạy lòng trong anh lại nhớ một thời dài bỡ, một chiều dài những thơ là vào ngày 19 tháng 11, chính là ngày này, ngày quốc tế nam giới. Không nhiều người biết đến ngày này dù nó đã tồn tại 21 năm qua rồi. Việt Nam, 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 Việt Nam,